Mấy này mình nhiều xe không hay là chỉ có một chiếc rồi thôi? Em dự tính sắp tới mình sẽ mở thêm vài điểm nữa. À. Nhưng mà chuỗi này là có nhiều điểm rồi, nhưng mà là quán nè. Đó là quán hay không chuỗi? Dạ. Mấy này đầu tư nhiều tiền anh? Mấy này cũng khoảng ba mấy bốn chục. Giờ thị trường máy nhiều lắm, anh lên kiếm cũng có nhiều máy lắm. À. Tức là cà phê này cà phê nguyên chất luôn, mình mua nguyên chất thì nó bỏ luôn. Xong rồi nó vô đấy rồi nó ra luôn là... Cái này em sẽ xay ra, bắt đầu làm ra, nó là từ cái hạt ra luôn. Cái này là cà phê mọc hả? Mọc hả? Dạ. Nguyên chất thì nó còn ở đây ánh xíu, mọc quá là nó không làm gì hết, nó chỉ hàng. Cái này là gì? Cà phê gì? Cà phê mọc. Đây đây đây. À. Coffee. Bye. Bye. Xe cà phê. À, xe cà phê. Cho quay cái xe ánh xíu nha. Yeah. Coffee. Có sao máy không? Mà đó là Bitcoin. Bitcoin coffee. Nó cũng nhượng quyền. Dạ, nhượng quyền. Thị trường nhượng quyền giờ cũng nhiều anh. Nhưng mà cái này nhượng quyền là mình nhượng kiểu sao? Nhượng trọn gói hay là nhượng cho? Không chỉ nhượng, ví dụ đối với em nhượng theo năm. Theo năm hả? Dạ. Tức là bây giờ mình ví dụ như... Còn cái này mình đầu tư, cái này mình đầu tư mình bỏ tiền ra luôn. Rồi đó liền luôn, chứ không có theo cái khuôn mẫu nữa hả? Dạ. Nhượng quyền là khuôn mẫu chứ? Không, nó tùy theo cái đó là nhượng quyền hay là trọn bộ hay là nhượng quyền... theo năm thôi, yeah. Hai loại. Như một người muốn kinh doanh á, như sinh viên nào muốn kinh doanh á, thì nó muốn mua nhiều quyền một cái xe này thì khoảng bao nhiêu tiền? Cái này là anh, tại vì mỗi điểm nó khác nhau á, từ khu vực nữa, à. Thì anh có thể liên hệ theo cái số này, trực tiếp cho bên nhiều quyền. À. Đó thì nó sẽ chi tiết hơn anh cho anh, thì nó sẽ thống kê cho anh là những gì. Lão là nhẹ nhẹ, nó cũng nhẹ nhẹ giống như cặp Bitcoin. Uống nó chưa? Nó cho qua uống thử sơ qua. Nó cũng nhận quyền mà nó như mấy chục triệu á. Cấp cho mình một cái. Để lên tới nó trang trí hết cho mình luôn. Một cái xe, nó cho một cái xe máy luôn, nhưng mà không có đưa giấy tờ. Anh có liên hệ bên nhượng quyền á, nó sẽ trao đổi trực tiếp anh. Ok. Cho anh một phim xuất. Chị biết cái máy này con. Giá cả máy móc là cái gì vậy? Máy này mình mua là khoảng em cũng coi lâu lắm rồi là 35-40 triệu vậy á. Máy mới. Có rồi, máy dài nữa, máy dài hơn nữa. Ủa tức là cái này là anh là nhượng quyền lại của người ta hay là anh tạo ra cái chuỗi này? Đúng rồi, anh nhượng quyền. Nhượng quyền của anh của người ta hả? Dạ. À. Cái chi tiết có sơ biết biết hết rồi, hết rồi. Là xe cộ là mình tự đào tự hết. Dạ. Nhưng mà cái cà phê là cái cách pha chế đầu trước là mình. À, bên đó bên nó đó sẽ đó hướng dẫn. Nó training cho mình hả? Đúng rồi. À. Okay.
Để giới thiệu cho mấy bạn, mấy đứa sinh viên nó mô hình này không? Như cái xe này anh đầu tư hết gì vậy? Máy móc này nọ, chắc cũng máy móc rồi đồ vị trí bằng chắc phải 80-90. Ủa cái vị trí này mình cũng phải thuê hả? Thuê chứ. Thuê hả? Đúng rồi. Ấy nó không được. Hai nữa là tùy theo á, là vì cũng anh em cho nên khác. Vâng. Ok. Để giới thiệu cho mấy đứa nhỏ kia nó kinh doanh này. Cái này thì cái rủi ro nó ít hơn. Kinh doanh tụi nó ra ngoài làm. Em cũng mới khởi nghiệp làm này lại chứ. Đâu có anh đi cũng đâu nhỏ đâu. Dạ, đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ mới ra làm cũng làm công ty nhiều rồi. Đúng rồi. À, bây giờ làm công ty mất thời gian với lại là nó không hiệu quả hơn. Bây giờ từ vì gia đình có con cái nhỏ, dạ. Bây giờ thay phiên nhau rồi kiếm cái thời gian nào cho nó tiện lợi để mình về chăm sóc con nữa, nó đâu gửi nó được đâu, nhiều thiếu. Ok, cảm ơn anh. Dạ.